thở ra, hít sâu, thở ra, ép cái lưng sang trái. 1, 2, 3, 4, 5. Khi chúng ta ép lưng, nhớ một điều các bạn ha, đừng bao giờ nhìn xuống, đừng bao giờ nhìn trái, đừng bao giờ nhìn ra sau, chúng ta chỉ ép. Và chúng ta chỉ nghiêng thấy cái đầu tự nhiên, nghiêng qua, nghiêng qua, nghiêng qua, nghiêng qua. Và con mắt mình ở đâu, chúng ta sẽ nhìn thẳng vào đó. Ép lưng vào phần các bạn. Nhìn thẳng ra phía trước, tầm mắt của mình lên. Thôi, hít sâu, thở ra, tiếp tục bài ghế. Với bài tập hôm nay chúng ta chỉ đi tay không. Ngày mai chúng ta sẽ nối tiếp bài này với bài tạ các bạn ha. Rồi ngồi nới ra, xích ra phía trước. Chúng ta sẽ đi bài gập lên xuống. 1, lên 2, gập lên vùng gốc, giãn lên chưa? Lên 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 7, 7, 7. Rồi ngồi xuống các bạn, tiếp tục bài ha.
khỏi, nhưng cái đẹp không tự hít sâu thở ra rồi bạn mình ha, chúng ta tựa lưng rồi ghế giống tầng động tác này, ta dậy đi lên, lên trên lên nha, nhìn xem các bạn ha. Mở, khi mở về chúng
vẫn là phần thân này, phần thân trên sơn. Các bạn co tay tại đây, vùng gốc. Tay kia đặt vùng gốc. Xin lỗi các bạn. Rồi nha, chúng ta vặn nè. Vặn 1, 2, 3 giữ lại. 2, 2, 3. Kéo, sơ, nhìn ngang. Thử, thử, hít. Thử, thử, hít. 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7. Bốn, năm, sáu,
3, 4, 5. Thôi, hít sâu thở ra. Hít sâu thở ra, chúng ta lùi ra sau và lùi ra sau, hai chân bắt động gần ghế. Ta gập lên xuống. Thở ra. 1, 2, 3, hãy cứ mỗi bài. Dẫn chân ra các bạn di chuyển nha. Thôi, lên. Hít sâu thở ra. Đừng quên thư giãn các bạn ha. Đừng quên thư giãn. Hít sâu thở ra. Tập làm sao cho chúng ta dẻo dai, khỏe mạnh cho ngày sau. Ok, các bạn dòng chân đi.
bàn chân chúng ta đặt ở phía trên ghế cuối phía sau. Thế xong bây giờ bước nè, chỉ cần bước chéo qua thôi, bước chéo qua.